cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì em là Lực Bà Lóc thì với anh Ngô Hân một đường dài từ Kiên Giang đến thành phố để đến quán của anh Nhân Quán Gò Bắp để gặp những anh chị. Thì với cô chú anh chị và các bạn muốn biết anh chị nào trong cái buổi giao lưu trên video này thì mời cả nhà cùng đón xem video. Và bây giờ thì em mời cô chú anh chị và tất cả các bạn đến vào phía trong của quán của anh Nhân Quán Gò Bắp ha cả nhà. Rồi, giờ mình xin mời cả nhà và với cô chú anh chị cùng bước vào phía bên trong của quán của anh Nhân Quán. Thì đầu tiên thì mình sẽ review cho tất cả các bạn và với cô chú anh chị cùng xem thì trên quán của anh Nhân Quán Gò Bắp có những món gì và những thứ gì ở đây. Thứ nhất là con gì mà không biết, con cá gì thì không biết cả nhà. Ở đây thì cũng như là tôm càng xanh và cá mắc lòi. Cá mắc lòi với cái chú anh chị và tất cả các bạn. Sau đó là ở đây thì cũng có là những đây anh Nhân Quán đây nữa nha. Hello anh Nhân Quán, chào cả nhà, anh Nhân Quán ơi. Hello. Anh Nhân Quán nha. Hello, chào cả nhà. Cảm ơn anh. Anh Nhân Quán như này lo bận cả nhà nên cả nhà cũng thông cảm ha. Nhân Quán cũng là đầu bếp luôn. Thôi bây giờ mình sẽ vào phía bên trong của bàn ha cả nhà. Đây thì đầu tiên đó là ai đó nha. Đây là Ngọc Bích. Ngọc Bích chào cả nhà, cái Ngọc Bích. Tiếp theo đó là anh Ngô Hân. Ở đây là người đẹp. Người đẹp Tây Đô. Ở Việt Travel. Thì tiếp theo vẫn còn nữa, mời cả nhà cũng đón xem nhé. Cũng sắp đông đủ rồi, còn nữa đó cả nhà. Đây là thầy Thiện Minh với bà xã của thầy đó là chị. Ngoài đó là ai đội nón cả nhà, đội nón trắng á, cô chú anh chị. Rất là vui. Thêm một người đó cả nhà, nào biết ai nhà? Đây là cụ té. Chẳng ngon hơn tháo khẩu trang ra búp ra búp bình bình đây là bình bình ha cả nhà. Đây là chị ruột, đây là anh ruột nè. Chị ruột chỗ này chờ ha. Rồi chính giữa là bình bình nha, không biết luôn. Bây giờ tới gì là muốn gì? Tự nhiên là sao ba? Bây giờ muốn gì? Bây giờ muốn kênh với tôi hả? Em ăn không thơm mùi nhang. Ok, ông tính rằng ông cái coi. Ông tính sao cái nè. Ok. Ví dụ này tôi không biết rồi nghe. Nhậu rồi xong rồi quậy quá trời luôn. Ở ngoài kia lộn xộn lắm á nghe, ở trong đây không có đường lộn xộn nữa nghe. Bây giờ cuối cùng có về không? No. Ê, lần lần bây giờ đuổi về đi. Đuổi về.
Dạ đi. Dạ đi. Mày đuổi tao hả? Ôi nó chơi, nó chơi, nó chơi, nó chơi. Xe đây nè. Xe có ai cho bọn xe dần đó chứ cả nhà ở đây quá trời vui luôn, nãy giờ giỡn á, đừng tưởng là cự lộn thiệt nha. Chỉ là giỡn cho vui thôi. Vô luôn. Tầm xa thân. Hết bia bây giờ là gót bia. Đúng rồi. Quá hay luôn. À, để lấy bia nha, lấy bia, lấy bia. Để tôi lại hỏi sao kêu hai thùng bia mà không cho nước đá. Bia, bia, bia mắc tiền mà nước đá không có là sao? Nước đá gì hết, bia thôi chứ ai uống đá uống bia. Ở đây toàn là người trong nhà, con ở nhà giỡn vui lắm. Vậy nè. Có nước đá vô mà. Vào là hết anh vào, hết luôn nha. Hết luôn nha. Hết luôn nè. Hết luôn nè. Hết luôn nè. Không biết ai hết. Ở nhà thấy không? Quá trời vui luôn. Giỡn với nhau rồi, vậy đó, còn đòi gì nữa. Những tình yêu như thế.